Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Nhân dịp năm mới em cũng kính chúc toàn thể cô chú anh chị và các bạn một năm mới an khang thịnh vượng, dồi dào sức khỏe, may mắn phát tài. Và tiếp theo những video về Sài Gòn, mời cô chú anh chị và các bạn chúng ta cùng nhìn lại con đường Bến Bình Đông. Hôm bữa chúng ta đi con đường Bến Bình Đông với những hình ảnh ngập trời hoa kiển, thì hôm nay mình thấy một cái hình ảnh nó trái ngược nè, nó trống trơn, trơ trọi. Và Sài Gòn hôm nay là mùng 6 Tết, bây giờ là hơn 12 giờ, chúng ta đang có mặt ở đây là Bến Bình Đông, dòng kênh Tàu Hủ. Nhìn bên kia đó là con đường đại lộ Võ Văn Kiệt, phía sau lưng chúng ta đó là cây cầu Chà Và. Cây cầu Chà Và nối liền từ quận 5 qua quận 8. Và sau những video về cây lạy quê hương của em, sẵn đã chia sẻ với anh chị và các bạn những hình ảnh ở cây lạy, thì em cũng nhận lại được rất nhiều comment của cô chú anh chị, những email, những cái địa chỉ, những nơi mà ngày xưa các anh chị và các bạn đã từng có thời gian gắn liền với ký ức tuổi thơ. Thì do là em ở Sài Gòn nhiều hơn là ở cây lạy, nên thành ra những cái video về cây lạy em xin hẹn lại lần sau nha. Lần sau chúng ta sẽ tiếp tục hành trình đi về những điểm mà các anh chị đã yêu cầu. Thì hôm nay sẵn dịp em đi qua gửi đồ cho người chị, thì em mời cô chú anh chị và các bạn chúng ta cùng nhìn lại con đường Bến Bình Đông ngày hôm nay sau Tết như thế nào ha. Thì Bến Bình Đông chỉ tấp nập vào những ngày cận Tết, còn sau Tết thì chúng ta thấy những hình ảnh này nó vắng vẻ. Ở đây thì hầu như 3 ngày thì có những cái hãng xưởng, rồi những cái hàng quán nhỏ lẻ thôi chứ cũng không có lớn. Ngày xưa ở đây rất là nhiều kho bãi, nhưng bây giờ thì ít rồi. Còn sót lại những cái cây hoa tàn dư của cuộc vui. Thì nói chung cái gì cũng vậy, vừa đủ thì cảm thấy vui, còn nhiều quá thì sẽ dư thừa, dẫn đến ế. Năm nào thì cũng bà con buôn bán cũng còn lại rất là nhiều bông hoa, nhưng mà người mua thì cũng có hạn thôi. Mỗi gia đình mua cũng vài chậu thôi, chứ cũng mua nhiều cũng không có chỗ để. Ví dụ con mình em thì ủng hộ cũng một phần nào, cũng không thể nào hết được. Nên thật ra ngày 30 em ít đi mua bông lắm. Những ngày đó thấy họ vất vả lắm, mình cũng không giúp được gì. Mua nhiều thì cũng không biết bao nhiêu cho đủ, mà cũng nhà cũng không có chỗ để nữa. Nên thật ra chị ủng hộ trước Tết vài chậu rồi. Trước đó em cũng đi mua vài cây, do nhà cũng nhỏ. Và đi đây là đến đây là phường 13 quận 8 rồi nè. Có một cái dãy nhà rất là xưa, như là giống như là phố cổ Hội An vậy đó. Nguyên cái dãy này là có kiểu nhà đồng kiến trúc này hết rồi. Nhìn thấy rất là xưa cũ nè. Những cái dãy nhà hầu như ở Bến Bình Đông này có rất là nhiều dãy nhà nó giống này nữa. Bến Phú Định cũng vậy. Rồi chúng ta tiếp tục nha. Sẵn đây xíu nữa em đến nhà của người quen của anh chị, rồi em sẵn chia sẻ vài hình ảnh tên chị Đào, chị Lan xem chơi cho vui nha.
bây giờ thì Sài Gòn cũng bị ảnh hưởng bởi những cái dịch virus corona, đi ra đường cũng nói chung người dân cũng bất an lắm. Đi đến chỗ đông người đông vui thì lại hồi hộp, đặc biệt những bệnh viện. À, con đường này là Nguyễn Chế Nghĩa nè. À, ở đây người ta bán sầu riêng. Sầu riêng hạt lép. À, hôm bữa ở đây là bán bông giấy rất là nhiều luôn nè. Đây là cầu kênh ngang số 1, nối liền giữa kênh Tàu Hủ cho đến dòng kênh Đôi. Dòng kênh Đôi theo hướng bên đây. Phía bên kia nữa là quận 8, bên xóm Đạo đó. Ở đây ngày nay thì rất là khác, với rất nhiều công trình, rất nhiều building mọc lên. Cái video hôm nay nếu mà cái âm thanh nghe không rõ bà con thông cảm nha, tại vì em đang đeo khẩu trang. Đeo khẩu trang thì nói hơi khó nghe tí, nhưng mà nếu mà khó nghe quá chắc em sẽ khắc phục lại, thay đổi thiết bị hoặc là như thế nào đó để nghe rõ hơn. Tại vì mấy lần trước em không có đeo khẩu trang, nhưng mà thời buổi đại dịch này cũng kỹ xíu, tại vì cũng kỹ cho người khác nữa, lỡ mình bị nhiễm rồi người khác lại tiếp xúc mình không biết nữa, lại tội cho người ta nữa, nên thành ra đeo cho chắc, vừa kỹ cho mình vừa kỹ cho người ta. Con đường này buổi trưa rất là nắng, nhưng mà cái nắng ở Sài Gòn không bằng cái nắng ở dưới quê. Cái nắng ở Cà Lậy chói chang luôn á. Nhiệt độ dưới quê khoảng 36-37 độ. Sẵn đây thì gửi một chút hơi ấm của cái nắng Việt Nam đến các anh chị và các bạn ở các đất nước xa xôi có mùa đông giá rét. Chúng ta nhìn những hình ảnh này cảm thấy ấm áp hơn chút xíu. Có một màu xanh tươi. Mình thấy ở đây có một cái kho xưởng nhưng mà bỏ hoang à. Ở bến Bình Đông này có rất nhiều kho xưởng mà bây giờ có một số thì đang sử dụng, có một số thì đang để hoang. Từ từ những kho xưởng này sẽ biến thành những cái building. Đây là cầu kênh ngang số 2. Ngay đây thì có chợ bến Bình Đông. Bữa chúng ta có nhìn sơ sơ ở vòng ngoài đó, ngôi chợ với mái tôn cặp cái con kênh dưới chân cầu. Thẳng cái cầu này xuống chân cầu là chúng ta sẽ gặp con đường Nguyễn Nhược Thi nè. Và con đường đó hôm bữa chúng ta có đi vô mấy lần rồi đó. Rồi, tới đây chắc em xin tạm ngưng chút xíu nha. Rồi hồi nữa có gì em sẽ chia sẻ tiếp những hình ảnh ở trong khu quận 8 này, ở bến Bình Đông này. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Rồi, chút xíu chúng ta sẽ gặp lại nha. Và tiếp theo mời cô chú anh chị và các bạn chúng ta đi vào một cái quán cà phê.
sân vườn cũng rất là mát mẻ ở bến Bình Đông này. Và đây là ở phía dưới chân cầu ngang số 2, bên cánh phải là đường Nguyễn Nhật Thi nè, có một công viên nhỏ nhỏ nè, mình đi lại chút xíu nữa. Nguyên dãy luôn nè, đó, nhà của chị Hằng nè, bán mắt kiến nè, cho thuê bán mắt kiến nữa nè. Nguyên cái khu này 3.000 m² nè, vừa bán mắt kiến rồi vừa có cái bãi xe rồi có quán cà phê nhỏ nhỏ bên trong nữa nè. Có lẽ mặt bằng này sử dụng chưa có hết. Đi xuống cầu ngang số 2 chút xíu chúng ta sẽ thấy một cái bảng cà phê sân vườn bên tay trái. Để em đi qua đường cho các anh chị và các bạn nhìn cho rõ ha. Ta thấy cái một cái kho, một cái miếng đất rất lớn hồi xưa kế bên cái xưởng sơn Á Đông. Bên trong có câu lạc bộ đờn ca tài tử nữa kìa. Nguyên cái dãy này, nhà này nè, 3.000 m². Ở Sài Gòn mà có miếng đất này thì là khủng, rất là dài luôn. Rồi chúng ta đi vào bên trong nha, xem một vài hình ảnh ở đây, xem chơi cho vui. Có dịp chúng ta đi ngang đây tấp vào uống cà phê mát mẻ. Đó, bên trong nè. Đó, chị. Chị là chị Hằng á chị? Đó, chị Hằng nè. Chị Đào có nhớ chị Hằng không? Giờ nhìn chắc không ra đâu á. Có phải xe hơi, xe máy luôn á chị? Theo tháng, theo ngày luôn ha. Có chương trình nhà có chơi câu lạc bộ, có chương trình đơn ca tài tử nữa nha. Từng là ngày thứ tư ở đây ăn chơi đầy đủ hết trơn. Chuyên gia dạ, cảm ơn chị. Câu lạc bộ bi da luôn. Đây đủ các loại hình ăn chơi hết rồi. Cà phê bi da. Phía sau bức tường là bên trong là một cái thiên đàng về ăn chơi, những bàn bi da ở bên kia luôn. Chị rửa xe luôn hả? Trời quá trời vậy. Mùng 10 mới khai trương nữa. Miếng đất này bự quá. Miếng đất này bự quá trời bự ha. 3.000 m². Hiếm mai có. Đó mùng 10 cũng không mất khai trương. Còn ra chưa có khai trương, còn đóng cửa. Rồi xài chưa hết luôn á. Chưa hết miếng đất này luôn. Còn cây trái là xài bưởi, mận, khế cái đầy đủ hết. Bên kia có chuồng gà nữa kìa trời. Chơi gà. Quá trời. Mát mẻ ghê. Tài xế nó đi để xe lại. Dạ. Đây trưa nghe gà gái gió thổi vi vu. Thỉnh thoảng có đờn ca tài tử, trời, ngồi uống cái liều phê. Thưởng thức cuộc đời. Không giàu sang nhưng mà có đầy đủ. Dạ. Này buổi tối vẫn đông lắm à. Ủa bây giờ là khai trương chưa? Bán luôn ha. Chào anh. Quay bển Trang Lan với Đào bên Mỹ đó coi đó. Anh có nhắn gì cho chị Lan chị Đào không? Không nhắn. Dạ. Nhìn chị Hằng trẻ. Nhìn tướng thể thao. Ôi vậy hả? Trời. Trời, hàng chi nhìn nó thể hiện thể thao rồi. Ở đây mát mẻ quá. Bữa nay là Tết rồi, tụi nó giảm bớt nha. Dạ.
nay là nghỉ Tết nên thành ra vắng. Đúng rồi. Ngoài đường cũng vắng, chưa đông lắm. À, bây giờ thì bắt đầu có khách nè. À, trưa trưa. À, bên đây là có cây xoài nữa nè. Cây xoài đây trái rất là nhiều luôn. Hôm bữa chị nói cây xoài này mọc tự nhiên nè, cây xoài Thái. Mà Tết thì hái hết rồi. Còn cây mít thôi, cây mít tố nữ. Đó, cây mít kế bên cây xoài. À, trái cũng rất là nhiều luôn. À, ra một số hình ảnh ở bến Bình Đông và nhà của chị Hằng gửi của chú anh chị và các bạn. À, đặc biệt gửi đến chị Lan, chị Đào. À, xem chơi cho vui nha. Trong những ngày đi làm vất vả, về buổi chiều chúng ta mở tivi lên và xem hình ảnh của quê nhà, thăm người thân, người quen. Ở đây cuộc sống ở Sài Gòn như thế nào. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nhân đây cũng xin kính chúc toàn thể anh chị và các bạn một năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào. Rồi đó là trong nhà nhìn ra nè, nhìn ra bến Bình Đông nè, mát mẻ vô cùng luôn. À, và quán cà phê nằm kế bên cái hãng Sơn Á Đông. À, có dịp ta đi ngang mình sử dụng vài dịch vụ ở đây xem sao nha. Có gửi xe, có cà phê, có pizza, có đờn ca tài tử, có cơm trưa, có đầy đủ hết. Tuy là không sang trọng nhưng mà mình cũng có cảm giác thư giãn, thoải mái, vui vẻ cùng người thân, bạn bè và gia đình. Rồi bây giờ thì bye bye các anh chị và các bạn.